29 Tết, 29 Tết gói, rồi 30 Tết kỉnh với ông bà, rồi mùng 2 gói, mùng 3 kỉnh Tết nhà, rồi mùng 6 gói, mùng 7 kỉnh Tết, rồi rằm tháng giêng gói, rồi 16 tháng giêng kỉnh kỉnh ngọ, kỉnh rằm lớn á cô, rằm tháng giêng, rồi rằm tháng 7, rồi rằm tháng 10, ba rằm lớn, gói nhiều, 7, 8 lần, 10 lần gì lên, còn đám giỗ nhỏ nhỏ cũng gói nữa cô, giỗ ông thân của ông nhà lớn. Sáng rớt cũng gói y vậy nè. Nhiếp này của cô bác này ta kỉnh vô, ta kỉnh bao bao, bao 50 á, ta kỉnh bao bốn bao vậy đủ mình đám giỗ vậy nè. Của cô bác ta kỉnh vô không à, không có mua. Như là bị gói nhiều lắm, ta trăm lòn mới tét rồi, cái này cũng 60-70 cái cũng chưa mua, còn mới ít nữa. Dạ thì lá dừa này rọc con lá dừa nước, rọc về rồi lao, lao cho nó sạch, rồi mình lo theo cái tàu lá dừa cái mình bẻ, bẻ nguyên một ngày. Vậy rồi cái này trở ra mình để lá chuối vô nữa, rồi mình để nhân vô, để nếp, rồi để nhân cái gói. Cái dây này bằng trúc Thái Lan á. Đây là cô bác ta có trồng rồi ta cho, cắt vô bó bó vậy nè, đem vô rồi mình chẻ, mình phơi, để dành gói bánh. Cốt dừa, muối, đường. Chắc chuối rằng à, để cho nhân có bánh tét chuối không? Cái này là gói bánh chưng được luôn đấy. Bánh ít thì nếp là ngâm, ngâm mình tẻ 3-4 lần như vậy rồi sai. Nhưng bánh ít thì dừa cô, dừa nào với bà biết xào với lại đường cát á. À, biết chừng làm nó dẻo rồi thôi, rồi để xuống có đậu phộng á mình đâm nhiễm rắc lên mình trộn cho nó đều. Dạ bánh tét này riêng, bánh chưng này riêng, rồi bánh đậu này riêng, nấu ba nào. Bánh ít là mình bằng cái chảo không, chảo rồi dưới có cái chưng, rồi mấy cái sàn nhỏ nhỏ rồi cái để lên thì để bánh ít lên cái đẩy dung lại. Nước sôi lát rồi nó chín. Thì có cái chị nó chuyên môn chỉ nấu không, chỉ ngầu nó chỉ lung củi hoài, đâu có dám đi đâu. Sụi sợ nó xuống lửa thì bánh nó bị sượng. Trầm trầm cái bánh sôi cho nó đều. Thì khi đó 5 giờ sáng mới chỉ luộc. Luộc rồi tới 1-2 giờ là mới chỉ vớt ra. Vớt ra lên đây treo nè. Máng lên, tới sáng là nó khô hết rồi nó. Những gia đình nào mà ta nghèo khó khăn thì giúp đỡ người ta. Em bà con nội trong xã mình nè, ai khó khăn thì chị em ta chứ ở gần xóm xóm người ta cho hay. Rồi mình cậy xem ra, đem tới biếu.